Biệt thự 4.000m2 tại Mỹ ở không hết. Vợ cũ đang chuẩn mua thêm nhà cho con, to như lâu đài, mất 3 năm để xây dựng. Và bây giờ Thủy Tiên sẽ dẫn quý vị để tham quan ngôi nhà của Thủy Tiên nha. Diện tích của căn nhà này là khoảng 13.000 square feet. Dù Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng sau 8 năm gắn bó, nhưng cuộc sống của họ vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân của vợ cũ nam ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh căn biệt thự mới tậu của cô cho mình và con trai trên đất Mỹ. Nhìn từ bên ngoài đã có thể cảm nhận được độ hoành tráng xịn mịn của nó. Trước đó cả hai sống trong căn biệt thự khác với diện tích lên đến 4.000m2, cực kỳ khang trang. Theo ước tính trị giá của căn biệt thự khoảng 132 tỷ đồng. Ngoài ra dù mới 5 tuổi nhưng Thiên Từ đã sở hữu rất nhiều hàng hiệu đắt giá, có con số niêm yết từ 100 đến 800 USD, đến từ các thương hiệu đẳng cấp như Gucci, Moschino, Buffery. Vợ chồng nam ca sĩ sống trong dinh thự hơn 4.000m2 tại Sancho với nội thất lộng lẫy xa hoa, chẳng khác nào khách sạn 5 sao. Thủy Tiên tiết lộ ngôi nhà này được một kiến trúc sư nổi danh tại Hollywood, người từng xây nhà cho ca sĩ Celine Dion thiết kế. Đây cũng là món quà nam ca sĩ và vợ tặng quý tử đầu lòng, phải mất 3 năm mới hoàn thành. Trước đó gia đình anh Bo từng gây sốc khi quay căn hộ rộng 200m2 tại California, Mỹ. Cơ ngơi của vợ chồng Đan Trường có giá trị lên đến 40,2 tỷ đồng. Tuy cực kỳ nuông chiều yêu thương con, nhưng doanh nhân Thủy Tiên cũng có những lúc gắt gao khắt khe với con trai mình. Vợ cũ ca sĩ Đan Trường cho biết, mặc dù con trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng bản thân cô luôn dạy con thấm nhuần văn hóa Việt Nam, cũng như phải biết giữ gìn những nét đẹp của dân tộc. Theo đó, cách dạy của cô như sau: mình cũng kết hợp việc chỉ cho con các đồ vật này kia nói tiếng Việt là gì, cái đồ trong nhà mình cũng chỉ và nói cho con biết bằng tiếng Việt. Đó là một cách mà mình dạy con. Trong tháng tới, Thiên Từ sẽ vô lớp mẫu giáo ở Mỹ, mình sẽ tìm hiểu để con học thêm lớp tiếng Việt. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu con trai của ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã sớm là đại gia nhí. Theo đó, có tài sản khổng lồ của bố cùng công việc kinh doanh thành công của mẹ đã giúp Thiên Từ được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu từ khi chào đời, khiến không ít người ghen tị. Biệt danh chủ tịch nhí của Thiên Từ cũng là hàng thật giá thật khi cậu đã được bố mẹ thành lập công ty riêng mang tên mình. Ngoài thời trang, nhóc thì cũng có niềm đam mê lớn với các loại siêu xe hoặc những bộ môn thể thao đắt tiền như trượt tuyết. Đan Trường từng sở hữu chiếc xe hộp siêu sang hiệu Elas. Trên thị trường, dòng xe này có giá bán khoảng 2 tỷ đồng. Khi bức ảnh của nam ca sĩ chụp cùng chiếc xe hộp này được đăng tải, đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì giá trị chiếc xe cũng như đó là dòng xe được nhiều người ưa chuộng. Hơn 8 năm chung sống, Đan Trường và bà xã doanh nhân đã gây dựng nên khối tài sản khổng lồ tại xứ sở cờ hoa. Là người có kinh nghiệm nhờ việc lập nghiệp sớm, Thủy Tiên rất có tiếng nói trong giới tư vấn và bất động sản Mỹ. Nhờ việc kinh doanh thuận lợi, vợ chồng nam ca sĩ sớm sở hữu cho mình cơ ngơi khủng và chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Độ giàu của cặp đôi có lẽ được thể hiện rõ ràng nhất ở đám cưới khủng năm nào. Ngày 20 tháng 4 năm 2013, anh và Thủy Tiên kết hôn tại Mỹ. Để chuẩn bị cho hôn lễ, bố mẹ nam ca sĩ đã từ Việt Nam bay sang thành phố Sancho để gặp gỡ gia đình hai họ. Họ hàng và bạn bè từ các nơi như Canada, California cũng góp mặt trong ngày vui cùng vợ chồng Đan Trường. Đáng nói chi phí cho hôn lễ được tiết lộ là khoảng hơn 3 tỷ đồng, thời điểm đó chưa kể trang phục cưới cho cô dâu chú rể. Đan Trường cùng bà xã chuyển sang Mỹ để tiện sinh sống và phục vụ cho công việc kinh doanh. Nếu như anh có thu nhập chính từ các show diễn khắp trong và ngoài nước thì Thủy Tiên lại là nhân vật cộm cán trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn tài chính và bất động sản. Bởi vậy, khối tài sản của cả hai lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, tuy có người giúp việc trong nhà với chi phí hàng tháng không hề nhỏ, nhưng vợ cũ Đan Trường vẫn muốn con trai tự mình dọn dẹp làm những việc lặt vặt. Cô tiết lộ, nếu như trước kia bảo mẫu ở lại nhà mình ăn ngủ và chăm lo cho bé Thiên Từ luôn thì giờ đây mình chỉ thuê giới hạn một vài giờ. Lý do vì mình muốn con phải tự lập, phải biết làm một số việc chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào bảo mẫu. Giờ đây giọng ca Kiếp Ve Sầu là một trong những ca sĩ đắt show diễn sự kiện tại Việt Nam. Trong khi đó, vợ cũ của anh là một doanh nhân mát tay trong việc kinh doanh. Bên cạnh công ty tài chính, cô còn sở hữu chủ nhà hàng, quán cà phê tại Mỹ. Cả hai sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ao ước.